tại Việt Nam kiến nghị không thu thuế thu nhập doanh nghiệp, khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ người lao động. Sở Công Thương Đà Nẵng phản hồi về con số 100% người dân không hài lòng. Cảnh báo luồng gỗ bất hợp pháp từ nước ngoài tuồn vào Việt Nam. Tiềm năng phát triển dược phẩm phát minh Việt Nam. Tổng đàn heo cả nước sẽ tăng vào quý 4. Trên thế giới, COVID-19 đe dọa sự phục hồi kinh tế trên toàn EU. Ba hãng hàng không hàng đầu của Mỹ Latin bị phá sản do đại dịch COVID-19. Chào mừng quý vị đến với bản tin FBNC và tôi là Tùng Lâm. Thưa quý vị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa kiến nghị với chính phủ không thu thuế thu nhập cá nhân 10% đối với khoản tiền mà doanh nghiệp hỗ trợ cho người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo nhận định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian tới do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp lớn, đông công nhân lao động trong cả nước có khả năng bị mất, sụt giảm đơn hàng dẫn đến thu hẹp sản xuất, cho người lao động nghỉ việc. Dự báo số lao động bị mất việc làm, ngừng việc tập thể sẽ gia tăng và tình hình quan hệ lao động sẽ diễn biến phức tạp, nhất là vào dịp cuối năm 2020. Trước những khó khăn của đoàn viên, người lao động, tại hội nghị ban chấp hành vừa diễn ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị chính phủ xem xét sửa đổi nghị quyết số 42 và quyết định số 15 theo hướng mở rộng đối tượng hỗ trợ, điều chỉnh điều kiện hưởng hỗ trợ và kéo dài thêm thời gian đến hết tháng 12 năm 2020, bị mất việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ luân phiên và nghỉ việc không hưởng lương để người lao động thực sự khó khăn có thể tiếp cận được gói hỗ trợ này. Tổng Liên đoàn cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét việc không thu thuế thu nhập cá nhân 10% đối với khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ người lao động nghỉ việc, mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhằm hỗ trợ người lao động giảm bớt khó khăn, tìm việc làm mới để ổn định cuộc sống. Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng mà tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm 2020 vẫn tốt nhất trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Thông tin tại buổi làm việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng đoàn công tác với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định. Cụ thể, tổng sản phẩm địa phương của Bình Định tăng hơn 2% so với cùng kỳ, cao nhất các tỉnh trong vùng, giải ngân vốn đầu tư công hơn 2.800 tỷ đồng, đạt hơn 42% kế hoạch năm. Đáng chú ý, năng suất lúa vụ đông xuân năm nay đạt hơn 70 tạ một hecta, cao nhất từ trước đến nay. Đến thời điểm này, tỉnh Bình Định là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành lắp đặt hơn 3.300 bộ thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá dài từ 15 mét trở lên theo luật thủy sản. Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng Bình Định tập trung vốn đầu tư công để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông như đường trục khu kinh tế Nhân Hội, đường phía Tây tỉnh nối Quy Nhơn với khu công nghiệp Bicamex, quốc lộ 19, v.v. Thưa quý vị, trước thông tin về con số khảo sát là 100% ý kiến công dân không hài lòng với thái độ phục vụ tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương Đà Nẵng mà báo chí thông tin trong những ngày gần đây, chiều mùng 7 tháng 7, đơn vị này đã có thông tin phản hồi về vấn đề trên. Theo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, con số 100% ý kiến công dân không hài lòng với thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại bộ phận một cửa của đơn vị được dựa trên kết quả khảo sát trực tuyến tại website cải cách hành chính của thành phố Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 25 tháng 6. Trong thời gian này, chỉ có duy nhất một công dân tham gia khảo sát với kết quả là chưa hài lòng. Do đó, việc chỉ căn cứ vào số lượng một đánh giá chưa hài lòng của công dân trên phần mềm khảo sát trên tổng số lượng khảo sát là một đánh giá để xác định tỷ lệ đánh giá chưa hài lòng, tương đương với tỷ lệ 100% là số liệu chưa chính xác, thiếu căn cứ khoa học và không khách quan, không mang tính đại diện. Trong khi số lượng hồ sơ 6 tháng đầu năm đơn vị này nhận được và giải quyết là hơn 8.000 hồ sơ. Thưa quý vị, tại hội nghị thúc đẩy giao thương gỗ rán và MDF Việt Nam, cơ hội và thách thức trong bối cảnh dịch COVID-19, tổ chức Forest Change đã đưa ra cảnh báo là nhiều doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với những rủi ro trong luồng cung gỗ nguyên liệu bất hợp pháp từ Nga và Ukraine. Theo báo cáo của Forest Change, tuy Nga không phải là nguồn cung gỗ nguyên liệu quan trọng của Việt Nam, nhưng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro về nguồn gốc gỗ. Đại diện Forest Trend cho biết, gỗ lậu đang trở thành vấn nạn tại Nga với tỷ lệ khoảng 10-60% tổng lượng cung của nước này. Lượng gỗ nguyên liệu tiềm ẩn nguy cơ bất hợp pháp nhập khẩu từ Nga vào Việt Nam chủ yếu qua ngã Trung Quốc. Trong khi đó, mỗi năm Ukraine xuất khẩu gỗ nguyên liệu vào Việt Nam trị giá 11 triệu đô la Mỹ. Báo cáo của tổ chức Arise công bố vào tháng 6 2020 đã cảnh báo về tính hợp pháp của gỗ nguyên liệu Ukraine. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam,
Gỗ gián Việt Nam trong tương lai có thể sẽ xuất hiện thêm các vụ cáo buộc về vi phạm chống bán phá giá, chống lẩn tránh thuế. Tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng nhập gỗ gián từ Trung Quốc về để lấy xuất xứ Việt Nam rồi xuất đi là có thật. Nếu không minh bạch, không triệt được nạn tiếp tay lẩn tránh xuất xứ, thì trước sau gì gỗ gián của Việt Nam cũng bị áp thuế. Ngay khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 tới đây, 212 mặt hàng thủy sản sẽ được hưởng thuế suất 0%. EVFTA là một cơ hội tốt cho hàng thủy sản Việt Nam gia tăng xuất khẩu và cạnh tranh trên thị trường EU. 212 mặt hàng thủy sản có thuế suất cơ sở 0-22%, trong đó thuế cao từ 6-22% sẽ về 0% kể từ ngày 1 tháng 8. Một số mặt hàng đang chịu thuế cao từ 0% như tôm hùm, thanh cua, cá tuyết, tôm hồng, hàu, sò điệp, mực, cá bơn, hải sâm. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, EU hiện là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ, với tỷ trọng từ 17-18% trong tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong đó, xuất khẩu tôm sang EU chiếm 22% thị phần, cá tra chiếm 11%, các mặt hàng hải sản chiếm 30-35%. Trong thời gian qua, thì các cơ quan chuyên môn của tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè của địa phương. Trong đó, thì việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chè đang được tỉnh đẩy mạnh triển khai nhằm góp phần kiểm soát nguồn gốc và chất lượng, nâng cao giá trị kinh tế cho đặc sản này. Hợp tác xã sản xuất và chế biến đá hen là nơi được lựa chọn triển khai thực hiện mô hình sản xuất chè an toàn để được cấp nhãn hiệu chứng nhận chè sản phẩm Phú Thọ. Các quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến sản phẩm của bà con xã viên được hợp tác xã kiểm soát chặt chẽ và thử nghiệm theo bộ tiêu chí chứng nhận chất lượng đã được phê duyệt. Từ trước thì chưa có cái hợp tác này thì dân làm thì theo mạnh người nào người làm thì nó chưa vào quy trình. Thế nhưng từ ngày có hợp tác thì là nói chung là bà con làm theo cái chương trình này thì là nó vào quy củ. Bước đầu, việc triển khai mô hình xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm này đang được tỉnh Phú Thọ triển khai ở 3 cơ sở, gồm Hợp tác xã sản xuất chè an toàn Long Cốc, Hợp tác xã sản xuất chế biến chè đá hen và Công ty trách nhiệm hữu hạn chè Phú Hà. Bên cạnh việc tập huấn và hướng dẫn cho người lao động, các cơ sở này còn đầu tư máy móc để nâng cao chất lượng chế biến, đóng gói sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Khi sản phẩm được chứng nhận, thứ nhất là người tiêu dùng biết được là cái sản phẩm này đã đạt cái chất lượng của cái nhãn hiệu chứng nhận của tỉnh Phú Thọ. Cái thứ hai được rõ được nguồn gốc xuất xứ. Thứ ba là cái sản phẩm này đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ những ý nghĩa trên, cái thương hiệu của chè trên thị trường thì ngày càng được nâng cao. Với diện tích chè hơn 15.000 ha, sản lượng chè búp tươi mỗi năm gần 154.000 tấn, việc xây dựng, quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận tại tỉnh Phú Thọ hiện nay là rất cần thiết. Việc làm này không chỉ góp phần kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, mà còn góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người trồng chè. Thưa quý vị, trong 25 năm qua, thì ngành dược phẩm Việt Nam đã đi từ một thị trường nhỏ bé đến phát triển rất nhanh và đóng góp vào chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng như là kinh tế xã hội. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi đối thoại Hiện thực hóa tiềm năng ngành y tế Việt Nam, đánh giá tác động kinh tế xã hội của ngành dược phẩm phát minh đối với Việt Nam vừa diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Theo báo cáo, hiện nay thị trường dược phẩm tại Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ với tổng giá trị gia tăng từ 2,7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2015 lên 3,6 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018 với 44.000 lao động hiện đang làm việc trong ngành. Tại buổi đối thoại, các chuyên gia đã đưa ra các khuyến nghị về ngành dược phẩm phát minh Việt Nam đang có nhiều tiềm năng để tạo giá trị kinh tế lớn cho xã hội. Ta dựa trên cái tính toán của các nhà phát minh để lựa chọn cái quốc gia có thể sản xuất được, để bảo đảm một mặt người ta có lợi ích, lợi nhuận, nhưng mặt khác có thể đóng góp vào cái việc là giảm cái giá thuốc để cho người dân dễ tiếp cận hơn. Thế thì có lẽ trong tương lai chúng ta chưa có thể phát minh ra thuốc mới, nhưng mà cái việc tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu của cái thuốc mới thì chúng ta có thể làm được. Việt Nam có rất nhiều tiềm năng về thử nghiệm lâm sàng, vì Việt Nam có thể sánh ngang với Singapore và Indonesia, thậm chí có khả năng phát triển hơn các nước trong khu vực. Ngành dược phát minh Việt Nam đang đối mặt với thử thách là chưa kiểm soát được thông tin của bệnh nhân bằng điện tử, trong khi người dân rất cần có thuốc và nhu cầu được sử dụng thuốc chất lượng cũng ngày càng tăng.
Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chỉ ra thách thức của ngành dược phát minh Việt Nam bởi khuôn khổ pháp lý chưa hoàn chỉnh, thiếu các trung tâm thử nghiệm lâm sàng tập trung. Thay đổi được những điều này sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam, không chỉ trong giá trị kinh tế xã hội, mà còn giúp người dân tiếp cận được với biệt dược gốc chất lượng có giá thành thấp. Thưa quý vị, nếu như trong quý 1 năm 2020, thị trường văn phòng thì vẫn chưa ghi nhận những tác động đáng kể từ dịch COVID-19, thì ở quý 2, thị trường văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu thấm đòn dịch bệnh khi chứng kiến những phản ứng nhất định từ khách thuê, khi mà doanh thu của những công ty này đều sụt giảm mạnh trong nửa đầu năm 2020. Theo CBRE, trong quý 2, thị trường văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh không có nguồn cung mới. Trong khi đó, phần diện tích cho thuê mới từ năm 2019 và quý 1 năm nay vẫn chưa được hấp thụ hết. Do dịch bệnh ảnh hưởng đến doanh thu, nên một số khách thuê đã buộc phải trả lại một phần hoặc toàn bộ mặt bằng văn phòng. Những cái đó nó ảnh hưởng lên cái nguồn cầu của thị trường văn phòng hầu như là chững lại. Một cái điểm sáng là đối với những cái tòa nhà văn phòng hạng B chẳng hạn, thì nếu mà những tòa nhà văn phòng hạng B mà xây ở gần khu vực trung tâm và cái giá thuê thì cạnh tranh, thì đối với những tòa nhà đó chúng tôi vẫn nhận được cái yêu cầu thuê là khá là tốt. Tuy nhiên thị trường hạng A tại Thành phố Hồ Chí Minh văn phòng là chịu ảnh hưởng khá là nặng, tỷ lệ trống cũng tăng mà giá thuê thì lại giảm. Cụ thể, giá thuê trung bình văn phòng hạng A đã giảm gần 5%, còn 44,4 đô la Mỹ một mét vuông một tháng, trong khi tỷ lệ trống lại tăng 9 điểm phần trăm so với năm trước, đạt 11,8%. 72% tổng số yêu cầu thuê từ khách hàng mà CBRE nhận được trong quý là di dời văn phòng. Theo đó, một số khách thuê lớn di dời từ tòa nhà hạng A xuống hạng B hoặc hạng B sang hạng B có chi phí thấp hơn. CBRE dự báo áp lực đối với thị trường văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn tiếp diễn khi mà nguồn cung trong năm nay khá dồi dào với hơn 70.000 mét vuông diện tích văn phòng đưa ra thị trường. Để thu hút khách thuê mới, nhiều tòa nhà mới ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chủ động điều chỉnh giảm giá chào thuê từ 1 đến 3 đô la Mỹ một mét vuông một tháng so với giá chào từ quý 4 năm 2019. Dự kiến vào cuối năm 2020, giá thuê của hai hạng sẽ tiếp tục giảm từ 8% đến 10%, mức giảm của các nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương là từ 8% đến 15%, và tỷ lệ trống tăng từ 7 đến 9 điểm phần trăm do nguồn cung mới vào thị trường và ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngày 7 tháng 7, thì tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục tổ chức chi trả tiền bồi thường và hỗ trợ cho người dân có đất bị thu hồi để phục vụ dự án sân bay Long Thành. Trên 100 hộ dân, có hơn 420.000 mét vuông đất tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai được đền bù, hỗ trợ với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng. Trong đó, hộ được nhận số tiền cao nhất là gần 12 tỷ đồng, người thấp nhất là gần 60 triệu đồng. Người dân đánh giá mức đền bù hỗ trợ rất hợp lý. Tiền đền bù sẽ dành để đóng tiền hạ tầng, làm nhà ở và mở cửa hàng buôn bán ở khu tái định cư. Tính đến nay, Đồng Nai đã chi trả bồi thường được 3 đợt cho 270 hộ dân vùng dự án. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ thu hồi 630 hectare đất của hơn 1.000 hộ dân. Việc chi trả bồi thường dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm nay. Từ ngày 1 tháng 8, thì khoảng 1,6 triệu xe tải, xe công nghệ, taxi truyền thống, xe khách kinh doanh vận tải bắt buộc phải chuyển sang biển số màu vàng và chữ số màu đen. Đây là một trong những nội dung mới nằm trong thông tư số 58 về quy định cấp, thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thay vì biển số màu trắng, ô tô kinh doanh vận tải sẽ có biển số với nền màu vàng, chữ và số màu đen. Quy định này có hiệu lực ngay với các xe đăng ký mới để hoạt động vận tải từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Với các xe đã cấp biển trắng và đang hoạt động sẽ buộc phải chuyển sang biển vàng, hạn cuối vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thưa quý vị, chèo thuyền kayak hay là tham quan thắng cảnh Tràng An bằng máy bay trực thăng, hoặc là trải nghiệm khám phá về những hoạt động về đêm ở rừng già Quốc Phương, hay là nghỉ dưỡng cuối tuần giữa non xanh nước biếc, đó là những dịch vụ du lịch mới được tỉnh Ninh Bình triển khai để thu hút khách du lịch trong mùa hè năm nay. Ngoài dịch vụ tham quan bằng thuyền truyền thống, giờ đây đến với Tràng An, du khách có thể tự mình chèo thuyền kayak len lỏi qua những dãy núi kỳ vĩ, những hang động kỳ thú, từ chèo thuyền đến những điểm yêu thích, vừa thưởng ngoạn phong cảnh vừa vận động thể thao. Mình đã được đến Tràng An rất là nhiều lần rồi ạ, nhưng đây là lần đầu tiên mình được đi thuyền kayak và mình cảm thấy rất là thích thú ạ. Mới đây, Ban Quản lý Khu Du lịch Sinh thái Tràng An cũng đã hoàn tất thử nghiệm tour ngắm cảnh danh thắng Tràng An từ máy bay trực thăng. Trong 10 phút bay, du khách được ngắm toàn cảnh núi non trùng điệp, sơn thủy hữu tình của di sản thiên nhiên kỳ vĩ này. Lần đầu tiên mà đúng cảm thấy Ninh Bình Tràng An quá đẹp khi mà nhìn ở độ cao là khoảng 300m. Mà đúng là bay thì mình mới cảm nhận đúng là Tràng An đúng là Hạ Long ở trên cạn, Vịnh Hạ Long trên cạn. Tuyệt vời, rất là ấn tượng.
Trong bối cảnh tác động tiêu cực của dịch bệnh, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục phát triển hàng loạt các dịch vụ du lịch mới, hấp dẫn để khai thác thị trường nội địa, mở rộng liên kết trong vùng phát triển du lịch, nhất là các vùng như Hà Nội, miền Trung, Tây Bắc. Năm 2021, Ninh Bình tiếp tục được chọn là địa phương phát động năm du lịch quốc gia 2021. Đây cũng là cơ hội để Ninh Bình xúc tiến, quảng bá du lịch theo chiều sâu, hướng tới xây dựng thương hiệu Ninh Bình phát triển mạnh về du lịch và văn hóa. Sáng mùng 8 tháng 7, tại huyện Quốc Oai, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức lễ meeting kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 với chủ đề Đẩy lùi COVID-19, cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại. Nhấn mạnh tại lễ meeting, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong khi đại dịch COVID-19 xảy ra, Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì truyền thông, tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, cung cấp dịch vụ theo đúng quy trình khám chữa bệnh của Bộ Y tế, đảm bảo phòng chống dịch bệnh cho phụ nữ. Năm 2019, tỷ suất sinh giảm 0,13% so với năm 2018, số sinh con thứ ba tiếp tục giảm. Tỷ số giới tính khi sinh là 113 trẻ trai trên 100 trẻ gái, tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh đều đạt cao. Tuy nhiên, công tác dân số ở thủ đô vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức. Do cơ cấu dân số trẻ, nên hàng năm số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ vẫn ở mức cao, làm tăng số sinh của thành phố. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao. Vì vậy, hưởng ứng Ngày Dân số năm nay, Hà Nội đặt ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, chính sách về dân số phù hợp với từng nhóm đối tượng, triển khai có hiệu quả đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh, giảm trẻ em suy dinh dưỡng, béo phì, phát triển tầm vóc, thể lực, quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình, đáp ứng nhu cầu của người dân, đảm bảo bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ và trẻ em gái. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 7, tại trụ sở Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO ở Paris, Pháp, Ủy ban Chương trình và Quan hệ Quốc tế của Hội đồng Chấp hành UNESCO lần thứ 209 đã thông qua quyết định của Hội đồng Công viên Địa chất Toàn cầu công nhận Công viên Địa chất Đắk Nông là Công viên Địa chất Toàn cầu. Công viên Địa chất Đắk Nông được thành lập năm 2015 với khoảng 65 điểm di sản địa chất, địa mạo, bao gồm hệ thống gần 50 hang động với tổng chiều dài hơn 10.000 mét, các miệng núi lửa, thác nước, v.v. Công viên có hệ sinh thái rừng nhiệt đới trù phú, lưu trữ các giá trị đặc trưng về đa dạng sinh học, cùng với nhiều nét độc đáo về văn hóa, địa chất, tự nhiên cũng như dấu tích hoạt động của người tiền sử. Với sự công nhận này, Công viên Địa chất Đắk Nông trở thành Công viên Địa chất Toàn cầu thứ ba ở Việt Nam sau Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên Đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang và Công viên Địa chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa cho biết, năm nay thì số lượng thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là 82.303 em. Trong khi đó, thì năm học 2019-2020, TP.HCM có hơn 96.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Như vậy là sẽ có hơn 14.000 em không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Và năm nay thì kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập sẽ diễn ra trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 7. Theo đó, những học sinh không trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập hoặc không đăng ký tham gia tuyển sinh có thể học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung học phổ thông tư thục hoặc trường cao đẳng nghề trung cấp. Thí sinh dự thi 3 môn gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 135 điểm thi, trong đó 125 điểm thi thường và 10 điểm thi chuyên. Năm nay, tổng số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào trường phổ thông năng khiếu là 2.682 em, giảm 170 hồ sơ so với năm 2019. Để xét tuyển vào lớp 10 trường năng khiếu, thí sinh phải dự thi 4 môn, gồm 3 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và tiếng Anh, và một môn chuyên do thí sinh tự chọn. Nếu trúng tuyển vào nhiều lớp chuyên, thí sinh được chọn lớp chuyên theo nguyện vọng. Năm 2020-2021, trường phổ thông năng khiếu tổ chức một kỳ thi chung từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 7. Trong chuyên mục Con số mỗi ngày hôm nay, chúng tôi muốn nhắc đến con số 3.200. Đây là số nhà ở xã hội tại thành phố Đà Nẵng sử dụng sai mục đích. Thông tin được đưa ra tại kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Theo báo cáo, thì hiện toàn thành phố Đà Nẵng có hơn 9.670 nhà ở xã hội và hơn 4.000 căn hộ. Với số lượng nhà ở xã hội lớn, thành phố đã phần nào giải quyết được yêu cầu bức thiết về nhà ở cho người dân thuộc diện đối tượng được hỗ trợ. Tuy nhiên, thì mới đây, qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện là có đến hơn 3.200 nhà ở xã hội đã được sử dụng sai mục đích, như là tự ý cho mua, bán hay là cho thuê lại. Đối với các vi phạm hiện nay, thì các đại biểu kiến nghị là phải xem xét lại việc cho thuê mua nhà ở xã hội đối với các đối tượng thu hút nhân tài của thành phố Đà Nẵng, nghiên cứu sửa đổi tiêu chí đối tượng được thuê mua nhà ở xã hội và tăng cường kiểm tra, theo dõi chặt chẽ việc quản lý và sử dụng nhà ở xã hội, nhất là kiểm soát chặt việc thẩm định hồ sơ.
Thưa quý vị, dù Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có lệnh cấm dùng diện tích tầng 1 nhà tái định cư vào mục đích kinh doanh, đặc biệt là diện tích dành cho sinh hoạt cộng đồng, nhưng tại nhiều khu tái định cư hiện nay thì phần diện tích này vẫn ngang nhiên bị chiếm dụng. Thực trạng trên không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn gây bức xúc trong cư dân. Bia hơi, cà phê bánh ngọt, đồ ăn nhanh vân vân. Nhiều năm nay các cửa hàng này đã luôn tồn tại ở trên tầng 1 khu tái định cư Trung Hòa Nhân Chính. Không chỉ ngoài mặt đường, bên trong khu tái định cư này hàng quán cũng mọc lên nhan nhản. Nhiều khu vực công cộng tại đây cũng đã bị chiếm dụng. Lòng đường giờ là nơi đổ xe và vỉa hè bỗng nhiên trở thành nơi tập kết rác. Nhom nhem và nhếch nhác là những từ ngữ mô tả chính xác nhất thực trạng mặt bằng tầng 1 các khu tái định cư hiện nay. Ngoài cái việc gây mất mỹ quan quản lý tòa nhà thì nó cũng ảnh hưởng đến về cái vấn đề là an ninh trật tự và ảnh hưởng đến các cái vấn đề về có thể là phòng cháy chữa cháy và những cái công năng tòa nhà không được sử dụng. Việc hàng quán mọc lên tràn lan tại mặt bằng các khu tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội là khá phổ biến. Chính quyền sở tại cũng chỉ thực hiện được phần nào vai trò quản lý hành chính của mình. Ủy ban dân phường chúng tôi cũng đã xây dựng những cái kế hoạch cụ thể để tổ chức kiểm tra, giám sát cái việc quản lý sử dụng các kiosk này. Khi mà phát sinh các cái hộ tầng 1 sử dụng sai mục đích thì chúng tôi cũng đã lập những cái biên bản vi phạm và yêu cầu các hộ dân là phải sử dụng đúng theo cái quy định. Liên quan đến cái việc mà cho thuê hiện nay đối với các cái tầng 1 của các cái tòa nhà khu tái định cư khu đô thị Đờ thì cái đấy là thuộc thẩm quyền của công ty trách nhiệm cho một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý. Ủy ban phường là không có cái chức năng mà cho thuê. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra văn bản cấm sử dụng tầng 1 khu tái định cư để kinh doanh, đặc biệt là với diện tích được bố trí làm nhà sinh hoạt cộng đồng, nhưng xem ra rất khó để giải quyết triệt để tình trạng này. Trong thực tế thì có việc mà công ty chúng tôi đã bàn giao cho Ủy ban Nhân dân phường. Phường thì họ giao cho các cái ban quản trị hoặc là tổ dân phố tại các cái tòa nhà đó để làm cái phòng sinh hoạt cộng đồng, là biến cái diện tích sinh hoạt cộng đồng thành diện tích cho thuê là trái với cái công năng sử dụng. Chính quyền sở tại, cơ quan quản lý phát triển nhà thành phố, ban quản trị từng tòa nhà, rồi tổ dân phố là những đơn vị có liên quan thì vẫn đang loay hoay phân định trách nhiệm. Vậy nên các cư dân vẫn không biết đến bao giờ tình trạng nhếch nhác chiếm dụng mặt bằng các khu tái định cư ở Hà Nội mới chấm dứt. Công tác tái đàn, tăng đàn trên cả nước đang tiến triển tốt. Từ quý 4 năm nay, tổng đàn heo của cả nước có thể tăng lên tương đương trước khi có dịch tả heo châu Phi. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong chuyến kiểm tra công tác tăng đàn, tái đàn tại một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề, nhất là trong đợt dịch tả heo châu Phi vừa qua. 2/3 tổng đàn bị chết, trại heo Đảo Bầu ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng là trang trại quy mô lớn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch tả heo châu Phi. Tuy nhiên, đến thời điểm này, trại đã khôi phục gần như hoàn toàn đàn heo so với trước khi dịch xảy ra. Quý tư thì chúng tôi đang phấn đấu là khoảng 950 con lợn nái. Thế và nó khoảng độ hơn 7.000 con lợn hậu bị và lợn thịt. Kiểm tra thực tế, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, với đà này, tổng đàn heo sẽ tăng nhanh hơn giai đoạn vừa qua. Để đẩy nhanh tốc độ tái đàn cả trong các hợp tác xã và nông hộ nhỏ, các doanh nghiệp và trang trại lớn cần đẩy mạnh phát triển đàn heo giống, bán heo giống cho các nông hộ. Riêng mặt hàng thịt lợn thì đến quý 4 này thì chúng ta sẽ có cái tổng đàn tái đàn cập với trước khi bị dịch. Thì như vậy nó sẽ trở về trạng thái cung cầu gặp nhau. Còn cái câu chuyện giá cụ thể nó không phải như giá trước đây của thời kỳ dịch, mà giá nó thì lệ thuộc vào con giống, phụ thuộc vào thức ăn thì nó sẽ có một mặt bằng giá mới. Cả nước hiện có đàn heo nái 2,8 triệu con, sẽ cung cấp 11 triệu con giống vào quý 4 năm nay. Đây là điểm căn cốt phục vụ tái đàn, kịp số lượng trước khi bị dịch. Việc phát triển đàn heo trong nước sẽ giúp kéo giảm giá thịt heo trong nước xuống. Sau đây là phần tin thế giới. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đang gây ra những tác động mạnh mẽ hơn bao giờ hết đối với các nền kinh tế trên toàn cầu. Hôm thứ Ba, mùng 7 tháng 7, Ủy ban châu Âu dự báo rằng khả năng phục hồi kinh tế của khu vực đồng euro sẽ kém mạnh mẽ hơn vào năm 2021. Thủ tướng Ý Giuseppe Conte cho biết các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu sắp hết thời gian để phản bác dự báo rằng nền kinh tế khu vực đồng euro sẽ giảm sâu vào suy thoái trong năm nay do đại dịch COVID-19. Ngay bây giờ, các nước cần phải hành động để đối phó với điều này.
Những gì chúng ta cần bây giờ không chỉ là sự phục hồi kinh tế ở các quốc gia của chúng ta mà là trên toàn châu Âu. Sẽ không có người chiến thắng hay kẻ thua cuộc, tổ chức hay cá nhân. Chúng ta sẽ chiến thắng hoặc thua tất cả cùng nhau. Đây là một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Khoảnh khắc đầu tiên của tình huống khẩn cấp, chúng tôi đã chia sẻ nhu cầu về một câu trả lời chung và mạnh mẽ, vững chắc, phối hợp và ở cấp độ châu Âu. Trong khu vực đồng euro, Pháp, Ý và Tây Ban Nha là những quốc gia đang gặp khó khăn nhất. Giám đốc điều hành EU cho biết, khu vực đồng euro có thể sẽ giảm ở mức kỷ lục 8,7% trong năm nay, trước khi tăng 6,1% vào năm 2021. Đầu tháng 5, Ủy ban đã dự báo mức giảm năm 2020 là 7,7% và mức phục hồi năm 2021 là 6,3%. Thủ tướng Bồ Đào Nha, ông Antonio Costa nói rằng, đại dịch coronavirus là một cuộc khủng hoảng chưa từng có, đe dọa đến một cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, nếu các quốc gia thành viên không hỗ trợ lẫn nhau. Vào ngày 17 tháng 7, các nhà lãnh đạo EU sẽ họp để thảo luận về cách phối hợp để chống lại đại dịch. Hôm thứ Ba, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua kết quả cuộc bỏ phiếu, chính thức chọn lại ông Mustafa Sentop làm Chủ tịch Quốc hội. Ông Sentop, nhà lập pháp Đảng Công lý và Phát triển AK, đã giành được 328 phiếu trong vòng bỏ phiếu thứ ba tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ với 600 ghế. Đảng Phong trào Dân tộc Đối lập MHP ủng hộ ông Sentop trong cuộc bầu cử. Ứng cử viên chính của Đảng Cộng hòa Nhân dân GSP, Haluk Koch, đã nhận được 134 phiếu bầu, trong khi ứng cử viên phe đối lập của Đảng Dân chủ Nhân dân SDP, Eros Kartesiklu, đã bỏ túi 51 phiếu. Ứng cử viên của đảng IYI, Imam Hussein Phyllis, đã thu được 37 phiếu bầu. Tổng cộng có 557 nhà lập pháp bỏ phiếu, trong đó 7 phiếu được tuyên bố không hợp lệ. Nói chuyện với các nhà lập pháp sau cuộc bầu cử, ông Sentop cảm ơn họ vì đã tham gia vào quá trình này, bỏ phiếu và ủng hộ ông. Cuộc bầu cử đã kết thúc, không cần nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ cố gắng phục vụ quốc hội theo hiến pháp, luật lệ, các quy tắc khác của pháp luật và khuynh hướng nghị viện với sự công bằng và vô tư. Ông Sentop, 51 tuổi, được sinh ra ở Tekirdağ. Ông có bằng cử nhân luật tại Đại học Istanbul và bằng thạc sĩ tại Đại học Marmara của Istanbul. Hàng không là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch COVID-19. Tại Mỹ Latin thì ba hãng hàng không hàng đầu trong khu vực đã phải tuyên bố phá sản. Aeromexico, một trong những hãng hàng không lớn nhất Mexico, đã thông báo nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ. Đây là hãng hàng không mới nhất chịu khuất phục trước ảnh hưởng to lớn của đại dịch COVID-19. Trước đó, vào tháng 5, hai hãng LATAM và Avianca cũng bắt đầu các thủ tục phá sản. Ba hãng hàng không lớn nhất trong khu vực đã nộp đơn xin phá sản theo chương 11 của Mỹ để tái cấu trúc lại hoạt động trong bối cảnh khủng hoảng do đại dịch coronavirus tạo ra. Theo đại diện của Aeromexico, công ty sẽ củng cố tình hình tài chính và thực hiện các điều chỉnh hoạt động cần thiết để đối mặt với tác động của COVID-19 và tạo ra một nền tảng bền vững cho tương lai. Kế hoạch mà LATAM, Avianca và Aeromexico sẽ áp dụng để tồn tại là giảm đáng kể năng lực của họ và chỉ bay đến các điểm đến có lợi nhuận cao và mật độ cao. Aeromexico có 119 máy bay trong đội bay, LATAM Airlines có 313 máy bay và Avianca có một đội bay gồm 158 máy bay. BBC đưa tin vào hôm thứ Ba ngày 7 tháng 7, người từng vô địch F1 hai lần là Fernando Alonso sẽ chuẩn bị trở lại làng đua công thức 1 vào năm 2021. Sau hai mùa vắng bóng thì tay đua 38 tuổi Fernando Alonso sẽ tái xuất làng F1 với màu áo của Renault từ mùa giải năm 2021. Theo BBC, Alonso sẽ thế chỗ cho Daniel Ricciardo làm đồng đội của Esteban Ocon vào mùa tới. Tay đua người Tây Ban Nha đã không giấu giếm mong muốn quay lại với công thức 1 và đầu quân cho Renault, nơi anh đã từng vô địch 2 năm liên tiếp là 2005 và 2006. Về phần mình, Esteban Ocon cũng cho biết, tôi không biết anh ấy sẽ tham gia với chúng tôi hay không, nhưng chắc chắn nếu anh ấy quay lại, tôi sẽ rất hạnh phúc. Renault hiện tại chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin FBNC. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.